Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người bộ ổ khóa điện đề của Kia Morning từ 2008 đến 2011. Sản phẩm của Kia Mobis. Mã sản phẩm là 89050730. Được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây là một bộ chìa khóa, số lượng là một. Đây là mã code của nó ạ. Sản phẩm được đóng trong một hộp nhỏ của hãng Hyundai Kia Genipass 25-20 và tầm 12. Đây, anh em cùng nhìn qua này. Phía bên ngoài của vỏ hộp em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong nó gồm những gì. Đây, bộ sản phẩm của nó gồm có một ổ khóa chính này. Đây là phôi chìa của nó. Đây là cái mã hàng, mã chìa. Đây anh em nhìn, trên đây người ta có này, khóa này. Đây. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm này, một khóa chính, cụm khóa đấy. Đây là cái rắc cắm điện để chờ sẵn. Đây là cái chỗ để chúng ta bít vào, cái chỗ chờ trên xe. Đây, biểu tượng đấy. Đây, cái chỗ trung tâm điều chỉnh chính của nó là ở cái bảng điện này đấy ạ. Và tiếp đến của nó cũng bao gồm có 3 ổ khóa chìa. Đây, 3 ổ khóa chìa thì bao gồm của nó là cốp này và hai cánh cửa trước. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ lắp đặt và thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.